Hôm nay thì tôi xin nói về một ít chút khái quát về cái viêm gan B. Tại sao viêm gan B bây giờ là chúng ta lại hay được nghe nói đến như thế? Bởi vì viêm gan B thứ nhất là rất nhiều người mắc. Theo cái số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số liệu cũ từ năm 2008 rồi, thì 1/4 dân số thế giới đã từng mắc, từng nhiễm viêm gan B. Và có 350 triệu người là mang virus mãn tính, chung sống với virus. Việt Nam thì nằm ở trong cái nước mà có tỷ lệ viêm gan B rất là cao, 15% dân số. Đấy là tỷ lệ đo đếm được, chứ còn ở các vùng nông thôn chắc là còn có thể còn cao hơn. Người ta hay nói đến viêm gan B một lý do nữa là viêm gan B nó tiến triển âm thầm. Chỉ khi nào nó biến chứng thành các bệnh, các bệnh mà nguy hiểm không chữa được nữa, ví dụ như là xơ gan hay ung thư gan, thì người bệnh mới lại cảm thấy mệt mỏi hay là sút cân. Khi mà bệnh viêm gan B đang tiến triển mà chưa biến chứng, đa số là không có biểu hiện ra ngoài, cho nên người bệnh không biết nếu không đi khám. Viêm gan B thì cũng lây qua dịch cơ thể, giống như là HIV. Lây qua dịch cơ thể thì thứ nhất là lây từ mẹ sang con. Thứ hai là lây qua đường tình dục, từ vợ sang chồng, chồng sang vợ. Thứ ba là lây qua đường truyền máu. Thứ tư là lây ở những người mà dùng bơm kim tiêm chung. Nhất là ở nước ta cái tỷ lệ này rất lớn, bởi vì là cái tỷ lệ người mà tiêm chích thì rất là cao. Trước kia cái điều kiện vệ sinh trong y tế, rồi thì cái tỷ lệ người tiêm chích nhiều, rồi cái việc mà cái phát hiện bệnh ở phụ nữ có thai ở nước ta ngày trước là hầu như không có, cho nên lây truyền viêm gan B rất là nhiều. Hơn nữa, tuy cùng với cái đường lây truyền như là HIV, nhưng thực ra viêm gan B dễ lây gấp 50 đến 100 lần so với HIV. Virus HIV ra ngoài cơ thể chỉ sống được vài phút, nhưng virus viêm gan B có thể sống được 7 ngày trong những cái dịch máu cơ thể khi nó ra ngoài môi trường. Viêm gan B nó tiến triển rất là âm thầm. Khi mà trẻ nhỏ, trẻ mới sinh bị lây từ mẹ sang thì hầu hết là sẽ trở thành mãn tính. Gần như 100% trẻ nhỏ mắc viêm gan B là trở thành mãn tính. Khi mà trẻ lớn hơn thì 50% sẽ trở thành mãn tính, còn 50% là tự khỏi. Viêm gan B virus, virus đa số các bệnh virus là các bệnh, một là tự cơ thể đề kháng lại được và loại được virus ra khỏi cơ thể, lúc ấy thì người bệnh khỏi bệnh. Còn một số thì là cơ thể không loại được virus, trong cái cuộc chiến virus thắng thì nó ở lại trong cơ thể, thì trở thành người mang bệnh, mang virus mãn tính. Còn ở người lớn thì chỉ có từ 5-10% người bị viêm gan B trở thành mãn tính mà thôi. Những người mãn tính thì hầu như là không có biểu hiện bệnh ra ngoài. Một số người có thể thấy cảm thấy hơi mệt mỏi, chán ăn, nhưng mà đa số là không có biểu hiện gì hết. Viêm gan B cấp tính thì cũng chỉ có một tỷ lệ rất là nhỏ là có biểu hiện ra ngoài. Nhiều người viêm gan B mà men gan lên hàng mấy trăm hoặc hàng nghìn, nhưng mà chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi hoặc là người ta thấy bình thường. Thế trong số những người mà mãn tính này thì 25% những người mà viêm gan B mãn tính sẽ chết do cái biến chứng. Biến chứng của viêm gan B thì có hai cái biến chứng là xơ gan và ung thư gan, là hai cái bệnh không chữa được. Nếu mà viêm gan B mà tối cấp nặng thì người bệnh có thể bị vàng da, rất mệt mỏi, chán ăn, gầy nhanh, nước tiểu vàng,
Trong trường hợp như thế thì bệnh nhân biết chẳng ai đang ở nhà cả. Những cái người viêm gan B mãn tính không có triệu chứng đa số là bị bỏ qua, nhưng bây giờ thì người dân cũng có cái ý thức phòng bệnh, để ý đến sức khỏe mình hơn. Thì bệnh viện chúng tôi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến khám sức khỏe định kỳ. Thì trong cái chương trình khám sức khỏe định kỳ của chúng tôi bao giờ cũng có kiểm tra về viêm gan B. Một người viêm gan B cũng như một người nhiễm HIV, cứ không phải bị nhiễm virus là phải điều trị ngay lập tức. Nó phải đến một cái mức nào đấy thì mới phải cần điều trị, chứ không phải cứ có virus viêm gan B là điều trị. Vậy cái việc mà khi nào cần điều trị thì nó phải căn cứ vào cái xét nghiệm về men gan, về nồng độ virus của bệnh nhân. Và thông thường thì một người bị viêm, khi đã xác định viêm gan B thì nên đi xét nghiệm về men gan và virus viêm gan B trong máu một năm một lần, ít nhất một năm một lần, nếu có thể thì 6 tháng một lần. Khi mà men gan tăng cao hoặc khi nồng độ virus tăng cao là có chỉ định điều trị. Thì cái việc điều trị viêm gan B nó cũng lâu dài và tốn kém như là HIV. Hiện tại có những cái thuốc viêm gan B chỉ cần dùng 6 tháng, nhưng bây giờ những cái thuốc như thế thì nó tác dụng phụ rất là nhiều và là dạng tiêm. Có một loại là chỉ cần dùng 2 năm nhưng mà dừng thuốc thì cái tỷ lệ tái phát bệnh nhiều hơn nữa và cũng có cái đề kháng thuốc. Có một loại kháng virus mới hơn thì tác dụng phụ ít hơn, kháng thuốc ít hơn, nhưng mà cái đấy thì hiện tại cũng chưa biết bao giờ dừng được thuốc. Giống như là HIV phải dùng thuốc suốt, ngừng thuốc là có thể bệnh lại tái phát. Một người viêm gan B khi mà đã điều trị, kiểm soát được bệnh thì tức là men gan trở lại bình thường, virus không phát hiện được trong máu nữa, nhưng mà cái virus viêm gan B thì nó sẽ tồn tại mãi. Trên y văn thế giới thì có một số rất ít trường hợp tự dưng sau điều trị không phát hiện được virus trong máu nữa, nhưng cái đấy rất là hãn hữu, rất là hiếm. Khi hiện tại bệnh viện chúng tôi đang có cái khám viêm gan B trong cái chương trình khám sức khỏe tổng thể, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng một cái chương trình khám chỉ riêng cho người viêm gan B thôi. Một người đến đã từng biết là mình bị viêm gan B rồi hoặc là muốn biết mình có bị viêm gan B hay không, chúng tôi sẽ có một cái chương trình khám riêng. Như thế thì nó tiện hơn cho bệnh nhân. Khi một người đến khám để kiểm tra về viêm gan B lúc đầu thì bao giờ cũng gặp bác sĩ đa khoa trước. Bác sĩ đa khoa sẽ là người chỉ định phải làm những xét nghiệm gì. Khi có xét nghiệm về viêm gan B nó bất thường như là men gan tăng cao, virus, nồng độ virus tăng cao thì lúc ý mới cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để xét xem có phải điều trị thuốc chống virus hay không. Và cái việc điều trị và theo dõi điều trị sẽ là do bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đặc nhiệm. Tuy viêm gan B nó nguy hiểm như thế, nhưng thực ra cái phương pháp phòng bệnh tức là tiêm vaccine lại rất là hiệu quả. Tiêm vaccine phòng viêm gan B có thể phòng được 95% trường hợp bệnh. Có hai cái liệu trình tiêm vaccine. Đối với một người mà không có một cái nguy cơ tiếp xúc với một người viêm gan B, tức là tự nhiên tôi đi tiêm gan ba đêm viêm gan B thì liệu trình tiêm là 3 mũi trong vòng 6 tháng. Nhưng đối với một người mà sống chung với người viêm gan B hoặc một người vừa mới bị phơi nhiễm với viêm gan B thì người ta có một cái liệu trình để tạo kháng thể nhanh hơn là tiêm 4 mũi trong vòng 1 năm. Như vậy tóm lại, viêm gan B là một bệnh mà ở Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh rất là cao, tiến triển âm thầm, chỉ khi biến chứng nặng thì mới biểu hiện ra ngoài. Vì vậy việc khám sức khỏe định kỳ
để phát hiện viêm gan B. Và một khi đã viêm gan B thì phải khám, theo dõi để khi nào có chỉ định điều trị là phải điều trị ngay. Nếu không, virus nó sẽ tấn công cái gan mình âm thầm làm cho gan nó bị viêm mãn tính. Cả một quá trình viêm mãn tính kéo dài nó sẽ thành xơ gan và ung thư gan. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.